A Di Đà Phật. 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 Là Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa lão cư sĩ Dầu Âm, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu ở nhiều nơi trên thế giới đang có mặt vào buổi Zoom trực tuyến, buổi thực tập hộ niệm với sự hướng dẫn của lão cư sĩ Dầu Âm. Và để bắt đầu cho chương trình, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, lão cư sĩ Dầu Âm cùng đại chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ Dầu Âm khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Là kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa lão cư sĩ Dầu Âm, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu ở nhiều nơi trên thế giới. Để lợi ích chung đến cho toàn thể đại chúng, để đúng hơn ý nghĩa của những buổi sinh hoạt cộng tu qua trang Zoom trực tuyến, kính xin chư vị trong các buổi hội thảo hộ niệm, chúng ta chỉ đặt câu hỏi và không đăng ký xin khai thị, trừ là các trường hợp đặc biệt. Cũng như vậy, trong các buổi thực tập hộ niệm, chúng ta chỉ đăng ký xin khai thị cho các trường hợp thật sự cần khai thị gấp. Vì hiện nay trong danh sách đăng ký xin khai thị thì chúng con đang nhận được rất nhiều, rất nhiều. Như ngày hôm nay là cụ thể là chúng con có nhận được tới 21 trường hợp, mà thời lượng của chương trình thì rất là có hạn. Lão cư sĩ Dụ Âm không thể khai thị hết cho mọi người đã đăng ký được. Vì vậy chúng con xin phép chư vị hoan hỷ ưu tiên cho các trường hợp là hương linh mới mất, hoặc là các trường hợp đang trong giai đoạn hộ niệm lâm chung. Còn lại xin chư vị cùng đại chúng cung kính lắng nghe chung. Vì khi lão cư sĩ Dụ Âm khai thị cho chúng ta, chính là khai thị cho từng người trong chúng ta. Nếu như chúng ta biết trân quý và thực hành theo, thì như vậy cũng chính là lão cư sĩ đã khai thị cho mỗi người trong chúng ta vậy. Những trường hợp đăng ký còn lại chúng con sẽ ghi nhận và sắp xếp vào các buổi kế tiếp. Xin chư vị hết sức hoan hỷ và thông cảm cho ban tổ chức chúng con. Chư vị cố gắng tiếp tục tham dự đầy đủ các buổi thực tập hộ niệm kế tiếp để được lắng nghe lão cư sĩ Dầu Âm khai thị. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, trong không khí trang nghiêm của đạo tràng, dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm, chúng con một lần nữa cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Dầu Âm lại từ bi vì chúng con khai thị, hướng dẫn giúp cho chúng con hiểu thấu hành đúng hơn pháp hộ niệm vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn bác Phúc Định MC nhắc nhở cho Dự Âm một điều hay vô cùng. Nếu chúng ta trân quý pháp hộ niệm này thì có lẽ rằng là Diệu Âm đến nay
không còn khai thị nữa. Đến nay là đến năm thứ ba chúng ta nói về hộ niệm. Chư vị ơi, tất cả đều dồn lại một điểm là làm sao tín tâm chúng ta vững vàng, nguyện tâm chúng ta tha thiết, quyết trì giữ một câu A-di-đà Phật tận đáy lòng này mà niệm, thì làm sao có người mất vãng sanh. Chỉ vì tín tâm chúng ta không vững nên từng buổi thực tập hộ niệm dự âm nhận quá nhiều những sự yêu cầu khai thị. Hầu hết người nào cũng nói là tín tâm của ba tôi không vững, còn sợ chết, còn sợ bệnh, chưa muốn niệm Phật. Nhiều khi ban hộ niệm tới năn nỉ niệm Phật mình cũng không niệm nữa. Thành ra chúng ta cứ khai thị lên khai thị chúng, chứ thực ra nếu thực sự mỗi người chúng ta, người nào cũng vững vàng như vậy mà đi, niềm tin nhất định phải vững. Người nào cũng muốn tha thiết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vì thực sự cõi đời này quá khổ, phải không các cụ? Vì thực sự ở cõi này quá vô thường, phải không các cụ? Một người mới trước đó còn nói leo léo, chỉ cần một giây sau thở ra không thở vào nữa là đi qua thế giới khác rồi, quá vô thường phải không? Sự vô thường đối với người thân trước mặt mình, nó sẽ biểu diễn cho chính mình sau này. Tức là trước sau gì chúng ta còn phải xả bỏ cái thân vô thường này để mà tìm một cái thân vô thường khổ nạn khác. Nếu hiểu được đạo rồi thì chúng ta nhất định ly xa cái cảnh vô thường này đi, phải không các cụ? Phải không các bác, các ba, các má? Làm sao xả ly cái cảnh vô thường này mà trở về cảnh thường tồn an lạc trên cõi Tây Phương? Rõ ràng là Đức Phật đã dạy cho chúng ta một phương pháp vô cùng thắng đắc và dễ dàng. Chỉ vì niềm tin chúng ta không đủ các ba, các má ơi. Chỉ vì niềm tin chúng ta không có thanh tịnh các ba, các má ơi. Chỉ vì chúng ta cứ vẫn tiếp tục bám chặt cõi đời này không chịu buông ra các ba, các má ơi, các chú, các thím ơi. Thành ra nạn, nạn vẫn tiếp tục nạn. Xin thưa với chư vị, trước khi lên đường Zoom này, Dâm có nghe một cái tin vãng sanh ngày hôm nay. Đó là cụ Nguyễn Thị Luyến, pháp danh Quang, Quang Kiều, là cụ ngoại cô chú Kỷ ở tại Niệm Vật Đường Xuân Lộc. Chính chú Kỷ này đã ngồi bên người mẹ của Dự Âm năn nỉ cụ Nhật Khải niệm Phật, và Dự Âm vẫn còn thành tâm tri ân chú Kỷ. Chú Kỷ nhiều khi thức trọn đêm bên cạnh người mẹ có gió mà năn nỉ bà cụ niệm Phật. Nhờ vậy mà bà cụ ra đi tương lành tốt đẹp. Thì ngày hôm nay chính cụ ngoại của chú Kỷ ở tại Đà Nẵng đã được ban hộ niệm của cô Thu Hương ở Đà Nẵng. Hộ niệm ra đi tuyệt vời. Tại sao cụ Diệu Quang Kiều ra đi được tuyệt vời như vậy? Là vì sau cùng chính cụ mạnh dạn buông xả tất cả cõi đời này ra, quyết lòng thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy không? Người nào làm được như vậy, A-di-đà Phật đã quyết thề tiếp độ về cõi Tây Phương thành Bồ Tát Bất Thối. Người nào làm được như vậy mà A-di-đà Phật
không đưa ta về Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Ngài thề rời cõi Tây Phương Cực Lạc để làm phàm phu như chúng ta. Ngài dám thề như vậy chỉ vì chúng ta không tin, chỉ vì chúng ta không chịu nương theo đại nguyện của Ngài mà ta đi thành Phật, mà cứ bám rễ tại đây. Các cụ ơi, nếu thực sự hiểu đạo rồi, tự mỗi người chúng ta xét lấy mà đi cho đúng, mà đi cho vững đi. Chư tổ nói muốn người niệm Phật, muốn người vãng sanh, tại sao có người niệm Phật không được vãng sanh vậy? Nhất định phải do chính mình có điều sơ suất gì đấy, nhất định mình đã lạc đường rồi đấy, tự mình kiếm lại. Chính vì thế mà xin thưa, nếu mà chúng ta vững tâm vững chí rồi thì một lời này là cả một sự khai thị rõ rệt cho mỗi người chúng ta. Đâu còn gì bắt giọng, phải khai thị từng người từng người. Giọng luôn luôn nói với chư vị là một phàm phú, chính giọng này cũng phải thành tâm niệm Phật, tin tưởng niệm Phật và tha thiết nguyện bản thân thì giọng mới được bản thân. Nếu giọng nói này mà giọng không chịu niệm Phật, không chịu nguyện bản thân thì làm sao có thể đi về cảnh giới Tây Phương thành đạo được. Mong các ba các má quyết tâm quyết chí. Đã có quá nhiều người vãng sanh, từng ngày chúng ta đều có tin vãng sanh bất cả tư nghị. Vậy thì niềm tin vẫn phải vững, và mỗi ngày mỗi vững nghe các ba các má, ý nguyện vãng sanh rất là tha thiết quyết lòng đi về Tây Phương thành đạo. Ai nói gì nói, mình cũng phải vững tâm vững chí, đừng phân vân chào đảo nữa ngang các ba các má. Như vậy thì chúng ta vãng sanh hết rồi. Nguyện mong cho các cụ, cụ Diệu Mệnh cũng vãng sanh luôn, đúng không cụ? Nguyện mong cho các ba các má, người người đều vững tâm, phải không Song Long? Đi về Tây Phương hết nhé. A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Là xin lời chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão Sư Diệu Mệnh ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin một lần nữa thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi vì chúng con và khai thị chỉ điểm giúp cho chúng con nhận ra cơ hội vãng sanh một đời này thật là quý giá. Chúng con xin nguyện sẽ trân quý nhiều hơn nữa pháp môn hộ niệm, trân quý nhiều hơn nữa những lời chỉ dạy của lão cư sĩ Diệu Âm để một đời này chúng con quyết tâm vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, dạ, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, là hôm nay chúng con có còn một trường hợp từ hôm trước có đăng ký xin khai thị, còn sót lại thì chúng con xin phép được chuyển đến camera đạo tràng Đại Hạnh. Con xin được đọc thông tin. Dạ, cụ bà là Trần Thị Châu, 89 tuổi. Pháp danh Viên Hậu. Khi đến khai thị cho cụ thì cụ quyết tâm niệm Phật, thiết tha cầu nguyện vãng sanh. Vì năm 2019, ban hộ niệm Bắc Khải Đạt, thành phố Vinh đến chợ niệm khai thị cho cụ ông 91 tuổi, được cả năm người con rất hoan hỉ và thực hiện rất nghiêm pháp chợ niệm. Sau 3 tuần cụ ông ra đi nhẹ nhàng, và sau 8 giờ hộ niệm cụ để lại thoại tướng bất khả tư nghì, toàn thân lạnh hết, da rẻ hồng hào, miệng mỉm cười, thân hình mềm mại. Sau ca của cụ ông thì cụ bà rất vui và quyết niệm Phật để được như ông. Hàng ngày cụ vẫn niệm Phật, nhưng gần đây cụ bị tai biến nhẹ, có lười niệm Phật hơn. Ban hộ niệm có khuyên giải cụ, có nghe và hứa sẽ niệm Phật. Mới đây ban hộ niệm bảo sẽ đến hộ niệm cho cụ, thì con cụ bảo sợ cụ chết. Ban hộ niệm khai thị thì cụ nói buông xả hết rồi, không giận trách ai nữa. Nhưng thực tế cụ vẫn còn sợ chết. Khi bảo cụ phát nguyện vãng sanh thì cụ lại chảy nước mắt. Về năm người con, cụ và các cháu thì tuyệt vời, tin 100%. Xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị để cụ tăng trưởng lòng tin cho cụ và các con cháu để ngày ra đi cụ được về với Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Xin Phước Điện cho biết là cụ pháp danh là gì? Dạ thưa thầy, là cụ là Trần Thị Châu và pháp danh là Viên Hậu. Duyên Hộ. Viên ạ, dạ thưa thầy là Viên ạ. Viên dạ. Bao nhiêu tuổi vậy ạ? 89. 89 gì ta? Dạ A Di Đà Phật. Thưa anh Phúc Định là với cả chị Mai Trâm, không biết là trong danh sách thì em không có nhìn thấy số, thì không biết chị Mai Trâm có thể hỗ trợ em cái thông số được không? Không biết là nằm ở máy nào ạ? À dạ, A Di Đà Phật. Dạ cụ nào là cụ Viên Hộ đâu? À cụ Viên Hộ là cụ Trần Thị Châu đó hả? A Di Đà Phật. Dạ cụ giơ tay, cụ giơ hai tay lên đi, cụ giơ hai tay lên đi cụ. Cho tụi con mừng đi cụ Viên Hộ. Tại sao màn hình đứng rồi? Dạ, được rồi, cụ vỗ tay đi cụ. Năm ngoái, cụ ông ra đi 8 tiếng đồng hồ bất khả tư nghị phải không? Đúng không cụ? Đúng thì cụ giơ tay lên cho dì ông mừng đi, đúng không? Không nghe. Nếu mà cụ không nghe thì chư vị phải dịch, phải thông dịch rồi, thông dịch viên từ tiếng Úc ra tiếng Việt rồi. Cụ có nghe không? Cụ ơi, cụ có nghe con nói không cụ? Cụ nghe con nói, cụ giơ hai tay lên cho con có coi. Xin chư vị đừng ấy, cụ giơ hai tay lên cho con biết là cụ nghe coi. Dạ thưa chư vị, nhắc thì dù lâm đâu có biết là bây giờ mở cái micro ra, bây giờ chư vị mở micro ra trả lời thẳng cho dù âm đi. Em định yếu quá, khó quá. Cho nên chưa bị thấy không? A Di Đà Phật, cụ Viên Hộ ơi, cụ có nghe con nói không? Có nghe rõ không? Nghe rõ thì cụ giơ hai tay lên cho con biết tin đi. Được rồi, như vậy cảm ơn chư vị. Được rồi, con sẽ nói rất chậm cho cụ nha. Cụ năm ngoái là năm 2019, chính mắt cụ thấy cụ ông vãng sanh bất khả tư nghị phải không? Cụ có thấy là từ đó đúng ra cái niềm tin của cụ vững vàng. Cụ ông tuổi già ra đi, bây giờ cụ bà Viên Ngộ tuổi có trẻ đâu, phải không cụ? Thì nhất định thời gian lưu lại thế gian này, cụ ơi, nhanh chóng như bóng câu qua cửa sổ. Cụ đã thấy cụ ông vãng sanh, con mong muốn cụ làm sao sớm được vãng sanh như cụ ông vậy. Cụ chịu không? Cụ Viên ơi, cụ chịu không? Nếu cụ chịu, cụ giơ tay lên cụ mừng vui đi cụ. Rõ ràng nhé. Cụ ơi, về Tây Phương thành Bồ Tát, còn ở đây là còn phàm phu. Về Tây Phương cụ hưởng an vui cực lạc. Ở tại đây giơ tay đến nỗi giơ tay không nổi, còn phải con cháu giúp đỡ nữa. Quá ư là khổ. Ở tại đây ngày nào cụ chịu khổ ngày đó, cụ bị tai biến, đi con cái phi dinh dữ,
nóng lạnh khổ đau. Thưa với cậu, nhất định con khuyên cậu mau mau niệm A-di-đà Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt, để hướng cảnh an vui cực lạc thần thông vi diệu của cõi Tây Phương. Cậu chịu không cậu? Đi sớm ngày nào hay ngày đó, cậu chịu không cậu? Đấy, cậu phải vững vàng nhé. Như vậy thì con cái của cậu bắt đầu từ đây đừng nghi ngờ là cụ sợ chết nữa nhé. Nhất định Diệu Âm nghĩ rằng là cụ không sợ chết đâu. Mà nếu như cụ sợ chết thì con xin cụ nhất định đừng chết. Hãy mau mau niệm Phật để đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng đi con đường chết nghe cụ. A-di-đà Phật đã bảo rằng nếu cụ viên hộ thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cụ làm được chuyện này thì Diệu Âm báo đảm với cụ là cụ không chết. Bà cụ mạnh dạn liền cái thân già cả cồm cõi này đi theo A-di-đà Phật về Tây Phương thành Bồ Tát. Một đời này mình làm bà già khổ cực, khi về Tây Phương Bồ Tát thì đời đời kiếp kiếp vẫn trẻ trung như con gái 18. Hoàn toàn là đẹp, hoàn toàn là khỏe. Người trên cõi Tây Phương lúc nào cũng là 18 tuổi, lúc nào vẫn là vậy, không bao giờ khổ. Cớ chi mình ở đây chịu khổ? Vậy thì mong cho cậu quyết tâm niệm Phật ra đi vãng sanh tốt đẹp như cụ ông, để cho con cháu vui mừng. Nghe cậu, cậu chịu không cậu? Quyết lòng vỗ tay mạnh lên cậu, vỗ tay cho mạnh lên cậu, vững vàng đấy, vỗ tay cho mạnh lên cậu, quyết lòng đi về Tây Phương. Diệu Âm này đang chờ từng ngày tin tức cậu viên hộ. Phật tử Trần Thị Châu pháp danh Viên Hộ vãng sanh thành Bồ Tát nhé. Nhất định nhé, Bồ Tát Viên Hộ nhé. A Di Đà Phật. Vững lên cầu, vỗ tay lên cầu. A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Là chúng con xin thay mặt cho đại chúng, thay mặt cho gia đình thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và tiếp theo chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho hương linh Nguyễn Văn Tuấn pháp danh Phúc Đức ở máy Bắc Tạ Thị Thái vừa xả bỏ báo thân được 13-14 tiếng đồng hồ. Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con xin hỏi là có các bác ở đó không ạ? A Di Đà Phật, có gia đình tại đó không? Có bác Thái ở đó không ạ? Hay là có chư vị đồng tu nào ở gần chỗ hương linh không ạ? A Di Đà Phật, bác Thái ơi, con mở mic cho bác rồi thì xin bác hãy bấm vào cái nút mở mic á, cái bấm vào cái nút bên phải á, thì xong bác có thể nói. Cô Nguyễn, cô Phúc Đức này là tắt hơi 13 tiếng rồi hả? A Di Đà Phật. Bác Tạ Thị Thái đâu rồi? Thôi được rồi, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hương linh Nguyễn Văn Tuấn linh hiện, hãy nghe đây. Giờ phút này hương linh đã xả bỏ 13 tiếng đồng hồ rồi.
thực sự không còn một cơ hội nào khác nữa để nương dựa vào cảnh vô thường này. Hương Linh ơi, một đời tu hành có niệm Phật đã được ban hộ niệm đến khuyến tống, để trong cái cơ hội xả bỏ báo thân này, mình trở về Tây Phương hướng đời an vui cực lạc, vô tử vô sanh, phải không? Bác Phúc Đức ơi, đau bệnh ung thư trằn trọc trong những năm tháng qua, Hương Linh có thấy rõ ràng cảnh đời này là khổ khổ tàn tệ không? Trong cảnh khổ này, mong Chương Linh ngộ ra tốt cùng đạo lý giải thoát, quyết lòng không đi vào những cảnh khổ khác nhé. Phật dạy, nếu Hương Linh thành tâm niệm A-di-đà Phật, quyết cầu sanh Tây Phương cực lạc, khi xả bỏ báo thân rồi, quyết lòng cầu xin A-di-đà Phật hiện thân tiếp dẫn về Tây Phương, quyết theo A-di-đà Phật về Tây Phương thành đạo, thì nhất định trong cơ hội này Hương Linh sẽ về cảnh Tây Phương gặp A-di-đà Phật, gặp chư đại Bồ Tát, mình thành đạo quả, bắt đầu từ đây hưởng an vui cực lạc thần thông đạo diệu Hương Linh nhé. Mong cho Hương Linh giờ phút này nếu còn lưu luyến tại đây, còn nghe những lời này, hãy xác định rõ rệt là mình đang phân vân do dự, mình đã bỏ cơ hội vãng sanh mà chần chờ chạy theo con đường khổ hạnh. Hương Linh ơi, nghe những lời giọng nói này có giật mình chưa? Mau mau định tâm lại đi. Hương Linh Nguyễn Giang Tuấn, pháp danh Phúc Đức, 13 tiếng đồng hồ rồi, nhất định không thể nào chần chờ thêm một phút giây nào nữa nhé. Hãy chắp tay lại đi, thành khẩn niệm A-di-đà Phật. Hương Linh Nguyễn Văn Tuấn ơi, vạn sự chung quanh chỉ là tấm tuồng vô thường khổ nạn, tất cả mọi cảnh giới chỉ dẫn mình đi vào chỗ đau khổ hơn trong tương lai. Hãy mau mau định tâm lại, nhìn thẳng vào ảnh tượng A-di-đà Phật mà chi thành niệm A-di-đà Phật lên đi. Mau mau niệm lần liền đi, cầu xin A-di-đà Phật lai nghinh tiếp độ. Trong một cơ hội này, nếu Hương Linh sáng suốt, tỉnh ngộ kịp thời, nghe lời của giữa mà niệm Phật đi, thì tức khắc cảm ứng được đạo giáo A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Ngài Thiện Tâm đưa Hương Linh về Tây Phương hướng đời an vui hạnh phúc, xả bỏ tất cả nỗi khổ niềm đau của thế gian này và đi thành đạo. Hương Linh ơi, mau mau tỉnh ngộ nhé, nhất định nhé, một đời niệm Phật xả bỏ bỏ tông vãng sanh, nhất định phải thực hiện cho được nhé. Nguyện cho Hương Linh nghe những lời nói này tự nhiên giác ngộ,
buông xả vạn duyên, niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Dự âm xin chấp tay cúi đầu khấn nguyện cùng chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử Nguyễn Văn Tuấn, pháp danh Phúc Đức. Chư vị ơi, xin cùng thành tâm niệm Phật tiễn đưa nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng vô biên. Đời này khổ, đời sau vẫn khổ, tất cả mọi cảnh giới đều vô thường khổ nạn. Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật, cùng về Tây Phương, hướng đời an vui hạnh phúc, thần thông đạo diệu, một đời thành đạo, chấm dứt khổ đau. Nguyện mong cho chư vị cùng nhau giác ngộ, cùng hỗ trợ cho nhau, cùng về Tây Phương, cùng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thay mặt cho đạo tràng và gia đình thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và tiếp theo chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ Nguyễn Lỏi, pháp danh Quảng Chế, 90 năm tuổi. Cụ đã niệm Phật được 6 năm, các con cụ đều ở trong ban hộ niệm, cả gia đình ăn chay trường, riêng cụ thì mới ăn chay kỳ. Bây giờ cụ đã sắp tới ngày xả bỏ báo thân, nhưng cụ vẫn sợ chết phải đi xa các con cháu. Các con cụ mời ban hộ niệm đến, cụ không chịu niệm Phật, kêu đau đầu và không cho mọi người niệm Phật. Chúng con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cụ, để cụ phát khởi được niềm tin và quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ Nguyễn Lợi là vị nào đâu? Xin thưa là cụ Nguyễn Lợi pháp danh Quảng Chế là vị nào đâu? Thì là Phật, tôi xin hỏi các bác là có nghe được lời của lão cư sĩ Diệu Âm không ạ? Có thì giơ tay giúp chúng con để chúng con ghi nhận lại là có nghe thấy ạ. Nghiến lỗi. Để cho xin Phúc Định chuyển cho máy tiếp theo đi để cho các cụ chuẩn bị âm thanh sau ạ. Dạ, xin các bác chuẩn bị lại cái âm thanh và chúng con sẽ quay trở lại sau. A Di Đà Phật, chúng con xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị. Con xin đọc một cái bức thư của một vị Phật tử. Xin lão cư sĩ Diệu Âm, kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho mẹ con là cụ Nguyễn Thị Hòa, pháp danh Diệu Bình, 91 tuổi. Mẹ con bị tai biến mạch máu não, rất yếu nhưng vẫn nghe được, nói bị ngọng, bị nhập thân nhiều lần. Mẹ con là thủ nhang của một ngôi đền khá lớn, nhưng 6 tháng nay mẹ con đã phát nguyện ăn chay trường, niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không sợ chết. Lúc chưa bị bệnh, mẹ vẫn lên đền hầu đồng, nay bị bệnh không đi được. Con sợ mẹ con vẫn còn bám chấp vào ngôi đền đó, ai cho tiền vẫn lấy không quên. Mẹ con có 3 người con, 2 người con trai không tin và nói chỉ khi nào chết mới cần niệm Phật. Bây giờ đang sống mà niệm Phật là cầu cho mẹ chết. Con đã mời ban hộ niệm, nhưng các em con không tin, không đồng ý hộ niệm khi còn sống, nên ban hộ niệm không đến được. Chỉ có mình con hàng ngày nhắc nhở mẹ con niệm Phật thôi. Kính xin Thầy từ bi khai thị cho mẹ con tin sâu nguyện thiết, buông xả vướng chấp và niệm Phật. Xin Thầy điều giải oan gia trái, chư vị oan gia trái chủ cho mẹ con và khuyên các em con tin tưởng để mời ban hộ niệm hỗ trợ cho mẹ con được niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ở đây cái vấn đề khó khăn ở chỗ là gia đình. Xin hỏi rằng là các vị trong gia đình có tham gia đầy đủ trong đường Zoom này không?
Xin mở Zoom cho vị này nói chuyện đi. Dạ thưa bác mở cái mic ra, bác bấm vào cái dòng chữ bên phải ở bên trên màn hình của bác đó. Rồi bác nói đi ạ. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy là các em con hôm nay không lên Zoom được ạ, vì không đi làm, với một phần là cũng không tin tưởng con có nói, nhưng mà các em con không đến, không vào ạ. Hôm nay chỉ có con với lại chị, một chị là con nhận của bà đến đây thôi ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái điều mà chư vị yêu cầu là làm sao khai thị, khuyên cho các em tin tưởng để hỗ trợ vấn đề hộ niệm vãng sanh cho cụ. Nhưng những người không tin lại không tham gia thì làm sao mà khuyên đây? Đó là một điểm mà gây khó khăn bây giờ. Dâm xin nói thẳng với cụ. Cụ ơi, cụ đã thủ nhang ở một cái đền thờ lớn, lên đồng nhập thân, thành ra cụ đưa đến là đã bị nhập thân nhiều lần. Xin thưa với cụ đừng nên lo sợ chuyện này nữa nhé. Tất cả đều là cái duyên, vì là cái duyên cho họ nhập. Bây giờ Dư Âm đề nghị với cụ là hãy chí thành chí cái niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cụ chịu không? Cụ đem tóc đúng đó cụ, hay lắm đó cụ, vững vàng lên cụ. Khuyên các vị nhập thân, xin đừng nhập thân mình nữa, để cho mình an tâm niệm Phật và đem công đức hồi hướng cho các vị đó đi. Cả nhà cũng nên khuyên các vị đó đừng nên nhập mẹ của con nữa, làm cho mẹ con khổ đau, để cho mẹ con an tâm niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngày ngày nên đem công đức niệm Phật tu hành phóng sanh hồi hướng cho các vị, thì ông nghĩ rằng là các vị sẽ thông cảm và sẽ hỗ trợ cho cụ, chứ không sao đâu, nhớ nhé, đừng lo sợ. Xin cụ hãy đem tất cả những việc hồi đồng thủ nhang đền thờ bao nhiêu năm qua, đem hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc, và nhất là cụ thành tâm chí thành niệm Phật cầu vãng sanh. Cụ nên nhớ cho nhé, mỗi người chúng ta sinh ra đều vì nghiệp mà mang lấy cái thân này, thì cái thân này chịu nghiệp lực chi phối. Cụ năm nay 91 tuổi rồi, nhất định thời gian ra đi có định hạn. Nhiều khi cụ sống có thể trên cả trăm tuổi để chịu khổ. Nhiều khi may mắn cụ chỉ cần sống một năm nữa là thọ mạng hết. Một năm nữa mà cụ quyết lòng niệm Phật thì cụ thoát khỏi tất cả những cảnh khổ này, đi về Tây Phương. Cụ về Tây Phương thành đạo thì cụ có cái duyên với những vị ở đền thờ, cụ có thể về đây giúp đỡ họ và hướng dẫn cho họ niệm Phật vãng sanh. Cụ nhé, nhớ cho, chỉ có niệm Phật mới được vãng sanh. Còn các vị hầu đồng đó khuyên họ cùng niệm Phật để về Tây Phương mới tốt. Cụ có đồng ý với con không cụ Diệu Bình? Đồng ý không cụ? Đúng đó, đúng đó, đúng đó. Đừng lo sợ chuyện đồng nữa. Tất cả đều có duyên. Những vị đó cũng cố gắng giúp đỡ cho chúng sanh, nhưng mà xin thưa, chỉ đi về Tây Phương Cực Lạc thành đạo rồi,
chính mình không còn kẹt trong vòng sanh tử nữa. Chính mình có thần thông đạo lực mới có cái năng lực giúp đỡ chúng sanh. Ngoài ra ở trong thế giới này có giúp gì gì giúp thì cũng chỉ là tạm bợ một thời gian, nương nấu một thời gian, rồi phải xả bỏ báo tăng hết. Nhớ nha cụ, bây giờ đem con nhân nhận lại là đem tất cả việc thủ nhang trên đền thờ, làm bao nhiêu chuyện phước đức thành tâm đem hồi hướng về Tây Phương hết. Nhất định bây giờ cụ cố gắng niệm Phật, ăn chay làm lành, trong nhà đừng nên ăn tối hành nữa làm chi. Đang cố gắng ăn chay cụ nhé, để quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Và cũng xin khuyên các người con rằng, hộ niệm không phải là hộ niệm cho chết, mà hộ niệm để được vãng sanh. Còn ngày nào cụ chết nhất định đã có vận số rồi, không phải hộ niệm là chết liền đâu. Nhất định đừng hiểu lầm như vậy, mà hộ niệm ngay từ bây giờ để khuyên tăng hướng dẫn và gỡ rối. Nếu có điều gì kẹt gỡ giải liền thì lúc đó mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên chờ đến lúc cuối cùng rồi kêu ban hộ niệm. Ban hộ niệm không có tài lực nào, không có một cái năng lực nào mà có thể hóa giải cho mình đâu. Chỉ có bây giờ còn tỉnh táo, người ta thấy mình vướng chỗ nào, người ta gỡ mình ra, ta gỡ cho, để cho mình thoát nào. Mong chư vị trong gia đình mau mau nhờ ban hộ niệm đến giúp đỡ, gỡ rối, an ủi, để cụ Diệu Bình được vãng sanh. Cụ Diệu Bình ơi, có đồng ý không? Đồng ý không cụ? Nguyện mong chư vị có duyên lành với Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Diệu Bình đang bị tai biến nằm một chỗ, chịu khổ khăn vô cùng. Mong chư vị hãy tỏ lòng thương xót, một người quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hãy hỗ trợ lẫn nhau, tạo sự an lành cho nhau. Xin chư vị hãy chấm dứt, đừng nên nhập thân vào cụ nữa. Tại vì nhập thân như vậy làm cho tâm cụ bất an, mà chư vị cũng không vui vẻ gì khi một người vì sự nhập thân của mình mà họ đau khổ. Mong cho tất cả nếu trong đời này có duyên, dù âm xin thành tâm khuyên chư vị cùng phát tâm niệm Phật, cùng hộ niệm cho nhau, cùng về Tây Phương, cùng thành đạo quả, một đời này chấm dứt tất cả mọi khổ đau, mọi cảnh vô thường, trở về Tây Phương, sống đời an vui hạnh phúc, vô tử vô sanh, một đời thành đạo mới tốt. Nguyện mong cho tất cả đều thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và tiếp theo chúng con xin kính cung thỉnh lão cư sĩ khai thị cho anh Phạm Tiến. Anh đang nằm viện và đã được một lần lão cư sĩ khai thị cho lần trước. Hôm nay sức khỏe của anh có khá hơn. Anh Tiến có tin Phật nhưng chưa biết rõ về tịnh độ nên vẫn sợ chết, mong được hết bệnh, quyến luyến vợ con. Có hai con trai 20 tuổi và 11 tuổi chưa quyết lòng vãng sanh. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho anh vững vàng niềm tin, nguyện thật lòng để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Không biết anh Tiến là bệnh gì mà nằm trong bệnh viện vậy ha? À, bị ung thư. À, gì Đà Phật. Anh Tiến ơi, bị ung thư, nói thẳng với anh
là báo hiệu cho cái số phận của anh tại dương gian này còn ngắn lắm đấy. Một ngày anh nằm trên giường bệnh, có phải anh đau đớn lắm phải không? Thực sự, ở tại Việt Nam là một quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới về bệnh ung thư, và anh mạnh dạn xin chị mạnh dạn hỏi bác sĩ thử coi bệnh ung thư giai đoạn cuối có vị nào dám bảo đảm chữa cho mình khỏi đâu. Họ chỉ giúp cho mình sống từng ngày, được ngày nào hay ngày đó để ra đi phải không? Anh Tiến, Diệu Âm nghĩ rằng anh có cái thiền căn phước đức lớn lắm, cho nên trước những cái thời gian ngắn ngủi lưu lại trên cõi đời này, anh gặp được người hướng dẫn anh niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà nghe những lời này nghe anh Tiến, anh tự nhiên phát tâm tin tưởng vững vàng, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thực sự anh thành đạo một cách bất ngờ, mà từ trước tới nay Diệu Âm có thể nghĩ rằng trong gia tộc anh chưa có một người nào được cái duyên phận may mắn như vậy. Anh Tiến có nghe rõ không? Bao nhiêu người bị ung thư nằm chờ chết quằn quại trên giường bệnh như anh, gặp được pháp môn niệm Phật, được nhiều người khuyên rằng trở về Tây Phương, tự nhiên họ phát tâm vững vàng tin tưởng, họ ra đi thân tướng bất khả tư nghị. Thay vì quằn quại đớn đau, thay vì quằn quại đớn đau trong giường bệnh, tự nhiên họ thấy vui vui vẻ vẻ, hoan hoan hỷ hỷ mà đi vãng sanh, khuôn mặt mỉm cười. Đấy, anh nhìn trên những tấm hình này, đây là những người mà bị ung thư họ niệm Phật vãng sanh, có lẽ như vậy. Vãng sanh bất khả tư nghị, tức là những người này không chết nữa. Anh Tiến ơi, tôi cầu mong cho anh đừng đi con đường chết, mà hãy đi con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Nếu anh tin được, nếu anh vui vẻ, anh nghe lời Diệu Âm, anh thấy đi, đây là những người mà hưởng ra trước mặt anh đấy, là những người vãng sanh đấy. Anh thấy họ ra đi mà họ mỉm cười ra đi đó, bắt đầu từ đó không còn đọa lạc nữa. Rõ ràng anh thấy thực sự là cái cuộc sống của mình trong cái đời này đã ngắn tạm lắm rồi, trước sau gì mình cũng xả bỏ cái cục thịt này mà đi qua thế giới khác. Nhưng mà nếu anh tỉnh táo, khôn khéo nghe lời dâm, mạnh dạn niệm A Di Đà Phật, anh sẽ đa đi tương lành đẹp như những người đó. Tự nhiên thân thể anh mềm mại, có nghĩa là khi anh ra đi hoàn toàn anh không chịu khổ, hoàn toàn anh không sợ sệt, hoàn toàn anh không bị một cái gì khủng bố làm cho anh hãi hùng. Thanh tịnh mà ra đi, vì lòng tin của anh vững, vì chí nguyện của anh tha thiết được vãng sanh, ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, được mười phương chư Phật phóng quang gia trì, anh ra đi trong sự bảo vệ của chư đại Bồ Tát, chư Thiên Long hộ Pháp. Anh Tiến ơi, nghe lời cho hôm nay, nhất định bắt đầu từ đây đừng sợ chết nữa nhé. Vì có sợ chết hay có không gì nữa thì nhất định thân mạng này anh cũng phải xả bỏ thôi, không cách nào khác hơn. Nhưng mà sợ chết là tự mình tham tiếc
cái thân đau khổ này mà đời kiếp sau anh đau khổ nhiều hơn nữa. Anh Tiến ơi, Diệu Âm nói như vậy, anh có vui không? Anh có tin không? Anh có quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương không anh Tiến? Anh Tiến, nếu tin thì anh đưa tay lên cho Diệu Âm và tất cả mọi người biết coi, nhất định đấy, nghe lời Diệu Âm niệm A Di Đà Phật, nếu bệnh nặng quá rồi xin anh trở về nhà, mời ngay ban hộ niệm tới giúp đỡ cho anh. Họ niệm Phật bên cạnh anh, niệm Phật với lòng thành tâm, tự nhiên A Di Đà gia trì cho anh, giúp đỡ cho anh. Anh ra đi an lành, anh ra đi thật là thanh tịnh, anh ra đi theo A Di Đà Phật bản thân, chứ không phải đi chết, không phải đi khổ nạn. Anh Tiến nhé, mau mau nghe lời giam đi, niệm A Di Đà Phật cấp kỳ, về nhà chuẩn bị vãng sanh thành Bồ Tát đi anh Tiến. Chịu không anh Tiến? Chịu không người vợ của anh Tiến? Có nghe rõ ràng chưa? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và tiếp theo chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho máy ở đạo tràng Minh Thành. Phật tử Đỗ Thị Hà, pháp danh Diệu Hảo, 69 tuổi, đang bị ung thư buồng trứng, đang truyền hóa chất. Gia đình bà mở điện thờ tứ phủ 20 năm nay. Thường ngày bà tụng kinh dược sư, tụng chú đại bi, niệm quán thế âm. Nay bà bàn giao cho con gái không lên điện thờ nữa, chỉ niệm Phật nhưng sợ mắc tội. Sợ niệm Phật không đủ, bản thân gia đình bà chưa ai tin và hiểu về niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Gia đình đã mời ban hộ niệm Minh Thành ở Đan Phượng, xin thầy khai thị thêm để bà vững vàng tín nguyện chuyên nhất niệm Phật. Quan trọng hơn nữa là để tất cả người nhà bà đều tin tưởng, đồng lòng ủng hộ việc hộ niệm. Để biết rõ ràng nếu không được niệm Phật hộ niệm sẽ bị đọa lạc khổ đau, còn nếu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ được thoát khổ trong lục đạo luân hồi. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác Diệu Hảo là người ngồi chính giữa đó phải không? Ở trên đầu có vị khăn bông bông không phải không? Rồi bác vỗ tay lên bác ơi. Bác được cái may mắn là được ban hộ thiệm hộ niệm Minh Thành. Minh Thành hộ niệm còn ngon hơn Diệu Âm nữa. Bác có nhớ không? Minh Thành khai thị còn tuyệt vời hơn Diệu Âm nữa. Cho nên bác cái phước bác lớn ơi là lớn như vậy mà sao bác không vỗ tay thêm lần nữa cho mọi người đấy. Vậy bác. 20 năm thờ tứ phủ, đem tất cả phước đức này gửi về Tây Phương cấp kỳ, chấp tay lại nguyện đem tất cả 20 năm phụng sự cho tứ phủ, đỡ cho chúng sanh. Con bây giờ đem tất cả này gửi về Tây Phương để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Diệu Âm dám bảo đảm với bác Diệu Hảo không có tội gì cả mà còn có phước nữa. Nếu bác quyết lòng về Tây Phương để cứu độ chúng sanh, bác ở đây hội đồng để mà thờ tứ phủ, còn hỏi bác trong mấy mươi năm qua bác cứu được người nào thoát vòng sanh tử chưa? Không có phải không? Nếu bác về Tây Phương một dịp này, xin thưa với bác thân bằng quyến thuộc của bác hướng phước tràn trề. Biết bao nhiêu ông bà cha mẹ chúng ta lưu lạc khắp mọi xứ, khổ đau vô cùng, nhờ cái phước của một vị Bồ Tát Đỗ Thị Hà về Tây Phương, họ hướng không bao giờ mà cả. Rồi bác thành Phật, bác cứu độ chúng sanh. Bác nghĩ coi công đức của bác lớn biết là bao nhiêu.
chư Phật gia trì, chư Bồ Tát hộ niệm, chư Thiên Long hộ pháp, vỗ tay tán thán và còn ủng hộ bác nữa, làm gì có tội. Chư vị trong đồng, trong tư phủ thấy bác vỗ tranh, họ đến tiễn đưa mà hoan hỷ. Họ lấy cái hình ảnh vãng sanh của bác mà vui vẻ làm theo, nhất định yểm trợ cho nhau, không bao giờ có tội. Bác có đồng ý với dự âm không? Vững vàng chưa? Đừng sợ tội gì hết, chịu chưa? Làm phước mà làm sao tội được. Như vậy thì anh em trong nhà quyết tâm nhé, tin tưởng nhé, hộ niệm cho cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ không lên điện nữa là đúng, ở nhà lo niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Cụ đã tụng Dược Sư, đã tụng Đại Bi, đã tụng Quan Thế Âm, thì bây giờ đem tất cả công đức tụng kinh, tụng chú, niệm Quan Thế Âm này gửi về Tây Phương, mau mau về Tây Phương Cực Lạc gặp Đức Quan Thế Âm đi. Chú Đại Bi là của Đức Quan Thế Âm, Đức Quan Thế Âm là tá hữu của A Di Đà Phật, bác về trên đó gặp Đức Quan Tâm, ngài vô cùng mừng vui hớn hở, tại vì chính Đức Quan Tâm cũng khuyên người ta niệm Phật. Có rất nhiều người không chịu về Tây Phương, cứ ở đây mà cầu ngài ta cứu, ngài cứu làm sao được, tại vì nghiệp chướng của chúng ta là nhân quả của chúng ta, ngài cứu từng phần, nhưng mà thực ra nghiệp chướng chúng ta tới hàng triệu hàng tỷ, làm sao mà ngài cứu. Ngài nếu muốn cứu thể đi về Tây Phương đi, niệm Phật đi về Tây Phương đi, ngài sẽ giúp cho mình vượt qua tất cả những nghiệp chướng đó để mà thành đạo như ngài, nhớ không? Còn không chịu ở đây thì ngài tội nghiệp quá, ngài bệnh thì ngày tối ngày công cứu, nhưng mà cái bệnh của chúng ta đâu phải một tới hàng tí, làm sao đây? Cho nên con nghĩ rằng muốn gặp Đức Quan Thế Âm thì đi về Tây Phương, nhất định gặp ngài trên đó, nhớ chưa? Như vậy đem tất cả công đức tụng Dược Sư cầu hết bệnh, tụng chú Đại Bi cũng cầu hết bệnh, tụng niệm Quan Tâm không bằng niệm A Di Đà Phật, tại vì chính Đức Quan Tâm cũng niệm A Di Đà Phật. Ta niệm A Di Đà Phật về đó, tay trong tay với Đức Quan Tâm, ta cùng thành Phật với ngài. Nguyện mong cho bác Diệu Hảo quyết lòng quyết dạ lợi dụng cơn bệnh ung thư này đi về Tây Phương thành đạo nhé, chịu không? Giơ tay lên đi bác Diệu Hảo, vỗ tay đi bác Diệu Hảo. Rồi tất cả gia đình nhớ nhé, vững tâm vững chí, nhất định giúp cho cụ không sợ tội gì hết, mà có phước không, không có tội đâu nhé. A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và tiếp theo chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho Phật tử Trương Thị Dỡ, pháp danh Diệu Dãi, 56 tuổi, chị bị ung thư vùng ngực giai đoạn cuối, bác sĩ đã trả về, nay chị về nhà niệm Phật cầu vãng sanh. Chị đã tham gia đường Zoom một thời gian, nay chị đã mời ban hộ niệm. Chị rất tha thiết niệm Phật cầu vãng sanh, chồng con cũng ủng hộ chị, nhưng chị vẫn còn lo lắng cho con chưa buông được. Chúng con xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị để chị vững vàng hơn, để đời này chị được vững phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng con cũng xin lão cư sĩ điều giải chư vị oan gia trái chủ của chị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi bác Diệu Giải là mặc áo bóng bóng nữa phải không? Rồi chú hãy gặp với ông là cười lên đi vậy. Cười vui không? Cười vui không? Vui thì vỗ tay càng vui không? Vỗ tay lên, vỗ tay lên, vỗ tay mà còn vỗ còn mạnh nữa. Tại vì đi về Tây Phương là đi con đường vui vẻ mà, đi con đường hạnh phúc mà. Còn ở tại đây thì
hướng đô xin hỏi bác. Bác rỡ nha, ở đây mình hướng gì đấy? Hướng ung thư. Đúng không? Ung thư mà vui gì được. Về Tây Phương có bao giờ mà nghe nói về Tây Phương có người ung thư không? Có bao giờ mà nghe ra có một vị Bồ Tát nào trên cõi Tây Phương bị bệnh không? Ở trên cõi Tây Phương xin bác rỡ nên nhớ cho cái tiếng khổ mà không có nữa. Đừng có nói là có sự khổ. A-di-đà Phật, thề là ai về Tây Phương mà nghe một tiếng khổ ngài không thành Phật. Như vậy ta về trên Tây Phương ta hướng đời an vui cực lạc, nhất định đừng sợ. Như vậy thì hoan hô bác rỡ là quyết lòng tha thiết cầu sanh Tây Phương cực lạc. Như vậy đáng vỗ tay không? Đã quyết lòng về Tây Phương cực lạc thì tại sao còn lo con lo cái làm chi? Con cái nó đang lo cho mình hụt hơi mà mình phải lại lo ngược lại, thành ra trọc đường rạch. Tại vì mình đang bệnh, con cái mình lo. Mình lo, mình gọi là con cái nó lo cho mình, muốn cho con cái khỏi lo cho mình, mình kêu con cái tới: con ơi, mà mẹ mà ung thư thế này thì mẹ sắp sửa bỏ cái thân khổ nạn này để về Tây Phương thành Bồ Tát rồi. Các con hãy hộ niệm cho mẹ, giúp đỡ cho mẹ để mẹ vãng sanh sớm được phần thoát cảnh khổ. Khi mà bác diệu giải ra đi, thân tướng tốt đẹp, xin hỏi bác rỡ nhé, bác diệu giải nế nhé. Khi ra đi mà ứng lại thân sắc đẹp để như vậy, con cái mừng vui hay là khổ đấy? Chắc chắn con cái sẽ mừng, mà mừng đến 30 năm sau nghĩ đến người mẹ mình ra đi, con cái vẫn tiếp tục mừng. Và chính cái thân tướng mình ra đi, cái đạo hạnh niệm Phật của mình làm gương cho con cái, con cái tiếp tục niệm Phật trở về Tây Phương. Vô tình mình niệm Phật để về trước, con cái niệm Phật để về sau, mẹ con cùng gặp nhau trên cõi Tây Phương, ai cũng là Bồ Tát hết. Xin hỏi Phật tử Trương Thị Lỡ, vui không? Sướng không? Đấy, như vậy còn lo con cái gì nữa không? Rõ ràng trong gia đình được chồng con ủng hộ, được tham gia đường giống nhiều lần, vững vàng rồi chứ gì. Có bệnh ung thư, mình biết con đường vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Vô tình chính cái bệnh ung thư này là cái ân nhân cho mình để mình sớm đi về Tây Phương cực lạc. Mình biết được thời gian mình sẽ đi, dự định trước để chuẩn bị tất cả, quyết lòng niệm Phật, quyết lòng về Tây Phương, không được đi con đường nào khác. Đúng không? Đúng không? Phật tử Diệu Giải ơi, vững vàng nha, quyết lòng nha. Nguyện mong cho tất cả chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử Trương Thị Rợ, pháp danh Diệu Giải, hãy quyết lòng buông xả tất cả ân thù, cùng nhau niệm Phật nhé chư vị, cùng về Tây Phương để hưởng đời an vui cực lạc nhé chư vị. Một lòng một dạ chấm dứt tất cả mọi oán thù của thế gian này để chúng ta cùng nhau niệm Phật, cùng về Tây Phương, cùng thành Bồ Tát hết. Một đời này nhất định chấm dứt cảnh sanh tử khổ nạn, đi về cõi Tây Phương vô sanh vô tử, hưởng đời an vui thành đạo nhé chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vỗ tay lên chị rỡ ơi. Thành
tâm cung kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Dạ, tiếp theo chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ Dương Ngọc Lưu, pháp danh Tâm Thuẫn, 86 tuổi ở thành phố Vinh, bị bệnh ung thư trực tràng di căn lên gan. Khi còn trẻ khỏe, ưa thích nghiên cứu sách vở về khoa học kỹ thuật và sách thánh hiền của Khổng Tử. Từ khi bệnh xuống, được cư sĩ Viên Thiền đến khuyến tấn, bác cụ niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cụ và gia đình đồng ý. Vì lòng tin chưa sâu nên công phu niệm Phật ít, còn bi quan với bệnh tình của mình, còn sân si, còn sân giận khi có những điều con cháu phục vụ không như ý, còn muốn quản lý đồ dùng trong nhà, đặc biệt thích đề cao tôn thờ tài năng, cống hiến của mình trước đây. Nếu tình trạng này không buông bỏ được, chắc chắn khó có phần vãng sanh. Chính những khuyết điểm đó mà vợ con cúi đầu kính thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho cụ hiểu rõ ràng mà sinh tâm hoan hỷ buông xả để cuối cùng có được cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ Tâm Thuẫn đang nằm trên ghế phải không? A Di Đà Phật. Lâu lâu gặp bác Viên Thiền, tự nhiên Diệu Âm cảm thấy hân hoan. Bác Tâm Thuẫn ơi, thực sự bác Viên Thiền hộ niệm tuyệt vời lắm đấy. Chính bác Viên Thiền đã từng đưa người vãng sanh rồi đấy. Diệu Âm mong rằng là đến kỳ của bác, bác cũng được vãng sanh dưới sự hộ niệm của bác Viên Thiền nhé. Bác Tâm Thuẫn có đồng ý không? Đúng đấy bác. Một đời bác học đạo thánh hiền, thì xin thưa với bác, ai cũng muốn làm thánh hiền cả, nhưng mà vì nghiệp chướng của chính chúng ta nặng quá, cho nên sau cùng chúng ta đành bỏ cánh thánh hiền mà đi con đường đó là thực sự như vậy. Nếu bác đọc sách thánh hiền, con mong muốn làm sao bác thực sự làm một vị đại thánh trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với bác, thánh hiền ở nhân gian này có thọ mạng 70-80 tuổi, 80-90 tuổi rồi phải chết đi. Chết đi không biết đời sau mình ở chỗ cảnh giới nào. Vô tình thực sự một đời làm hiền, sau cùng không biết đường đi, đời sau vẫn bị thọ nạn. Vẫn bị thọ nạn. Nếu một đời làm thánh hiền này, cụ biết con đường mãi mãi đời đời kiếp kiếp làm thánh hiền, thì cụ sẽ trở nên một vị đại thánh trên cõi Tây Phương Cực Lạc cụ ơi. Bằng cách nào đấy? Xin cụ hãy nhớ cho, bác Viên Thiền chắc chắn nói với cụ, con đường đời đời kiếp kiếp làm thánh, làm hiền trên cõi Tây Phương. Hiền là hiền nhân, về Tây Phương tất cả mọi người đều là đại thượng thiện nhân. Là thánh thì trên cõi Tây Phương tất cả mọi người làm một vị đại thánh. Xin chư vị đã nhớ là vị đại thánh, một đời thành Phật đấy. Cho nên đường đi làm đại thánh đời đời kiếp kiếp không có gì là lạ lùng cả, mà người nào thành tâm trí, thành trí thiết niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì khi buông xả báo thân,
A-di-đà Phật lai ngân tiếp dẫn mình về Tây Phương để làm đại thánh. Cụ ơi, đây là sự thật. Diệu Âm nói hoàn toàn là sự thật. Tại vì chính bác Viên Thiền cách đây hình như tuần trước đã tiễn đưa một vị nào đó vãng sanh, đúng không bác Viên Thiền? Bác giơ tay lên đi. Diệu Âm còn nhớ mà đại. Xin tất cả các bác đều giơ tay yểm trợ quan hô bác Viên Thiền đi. Tại vì thực ra là Diệu Âm cũng mong muốn làm sao được công đức nửa nửa bác Viên Thiền giải lệ, em cũng mừng rồi. Diệu Âm thì cái miệng bố bố, nhưng mà thực sự công đức tiễn đưa chính bác Viên Thiền này đã làm ngon hơn Diệu Âm. Mong bác tâm thuận ở bên bác Viên Thiền rồi nhất định nghe lời bác Viên Thiền nhắc nhở, quyết lòng quyết dạ vãng sanh Tây Phương cụ nhé. Trong quá khứ mình làm công trạng lớn lao, trong quá khứ mình làm hiền nhân quân tử, mình khuyên, mình biết được khoa học kỹ thuật, nhưng mà xin thưa với cụ, tất cả khoa học kỹ thuật gì cũng chỉ là chuyện của thế gian, hoàn toàn không có liên can đến chuyện xuất thế gian. Nếu cụ đi về Tây Phương rồi, cụ mới thấy thần thông đạo diệu của cụ so với khoa học của thế gian này không có một chút nào có thể sánh bằng được. Bây giờ thế gian leo lên máy bay cũng phải đổ xăng đổ nước mà chờ đến cái giờ nó bay, bay xong phải có giờ nó xuống, chứ không thì hết xăng nó cũng phải rụng. Trong khi về trên cõi Tây Phương cũng muốn đi đâu thì đi, không cần phải cần xăng cần đồ gì cả. Ngay các cái nhà trên cõi Tây Phương đi đâu nhà nó theo đó, bất khả tư nghị. Cái nhà ở đây mình làm cái nhà không bao giờ muốn lớn nó lớn, muốn nhỏ nhỏ, nhưng về Tây Phương xin thưa với cụ, muốn lớn thì nó lớn, muốn nhỏ thì nó nhỏ, muốn đẹp thì mua đẹp, muốn trắng thì nó trắng, muốn xanh thì xanh. Ở trên cõi Tây Phương gọi là tùy tâm sở dục, cụ muốn cái gì là được cái đó. Lúc đó cụ mới thấy những khoa học kỹ thuật của thế gian chẳng qua là cũng cái của người làm ra. Một con người làm ra làm sao bằng cái năng lực của một vị Phật trên cõi Tây Phương. Mong cụ hoan hoan nghĩ vậy, nhất định đi về Tây Phương Cực Lạc nhé. Cụ có đồng ý với Diệu Âm không? Quyết không cụ, nhất định nghe cụ. Một đời cống hiến cho thế gian, bây giờ xin cụ là một đời này thành Phật luôn, để không phải là cống hiến cho một nước Việt Nam mà cống hiến cho cả cái vũ trụ pháp giới luôn. Năng lực của cụ là vậy đó. Nguyện mong cho cụ sớm về Tây Phương, sớm thành đạo quả. A Di Đà Phật. Vỗ tay lên cậu ơi, vui mừng lên cậu ơi, quyết lòng lên chứ vị ơi. A Di Đà Phật. Và tiếp theo chúng con xin kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ Trần Thị Diệu, pháp danh Điều Hòa, 87 tuổi. Cụ bị tai biến 15 năm nay, bán thân bất toại trên giường đau đớn. Sau một thời gian hộ niệm, cụ tỉnh táo niệm Phật và giờ không còn đau nữa. Nhưng hôm nay cụ nói được và cứ đòi về nhà, nhưng sau buổi hộ niệm cụ tâm an hơn. Xin thầy khai thị cho cụ và người em chồng có hận nhau, nhưng nay người em cũng đã mất được 2 tháng. Cụ là người khó tính hay ngại khi niệm Phật? Dạ, và cụ Trần Thị Diệu pháp danh Điều Hòa, cách đây 1 tháng cụ gặp người âm rất nhiều lần này và cứ lúc tỉnh lúc quên và yếu. Xin lão cư sĩ từ bi khai thị cho cụ và chư vị pháp giới hữu duyên ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cụ Lương Thị Điếu và cụ Trần Thị Diệu là 2 người khác nhau hả? Dạ, A Di Đà Phật, theo như thông tin thì con nghĩ là cái Lương, tên Lương Thị Điểu là tên máy hay sao? Lương Thị Điểu là tên máy hả? Dạ.
Còn cụ Trần Thị Diệu là tai biến 15 năm hả sao? Dạ, theo như thông tin thì là như vậy ạ. À, A Di Đà Phật. Dạ. Cô Trần Thị Diệu là người đang nằm trên giường đó phải không? Dạ. Nương Thị Điểu ạ. À, Trần Thị Điểu hả? Nương Thị Điểu ạ. Ủa, Lương Thị Điểu. Còn cô Trần Thị Diệu là vị nào? Tại sao trong này lại có hai tên nằm giống giống, không biết là cái người nào là người ấy à? Lương Thị Điểu pháp danh gì? Lương Thị Điểu pháp danh Diệu Chính ạ. Dạ, Diệu Chính. À, cái tên mấy? Còn cái à, còn cái lại lại à, còn con cái... con không còn không có liên quan gì đọc lại thông tin ạ. Con xin được đọc lại thông tin, bởi vì ở đây nó có cái phần bổ sung thì chúng con có lẽ là nó nhầm với cái tên ở đằng sau. Con xin được đọc lại thông tin là xin lão cư sĩ khai thị cho cụ Lương Thị Điểu pháp danh Diệu Chính. Cụ bị cụ 87 tuổi bị tai biến 15 năm, bán thân bất toại trên giường đau đớn. Sau một thời gian hộ niệm, cụ tỉnh táo niệm Phật và giờ không còn đau nữa. Nhưng hôm nay cụ nói được và cứ đòi về nhà. Sau buổi hộ niệm, cụ tâm an hơn, xin thầy khai thị cho cụ vì cụ và người em chồng có vấn đề. Trước đây có giận nhau, nhưng mà người em nay cũng đã lâm chung được 2 tháng. Cụ là người khó tính hay ngại khi niệm Phật ạ? Dạ xin ạ. Con xin đọc lại thông tin như vậy. À gì đã Phật. Đúng là nếu mà mình về Tây Phương thì những cái sự mà lộn xộn này không có. Mình về Tây Phương xong thì thưa với cụ, mình không cần hỏi mình cũng biết. Tại vì về Tây Phương thì mình có tha tâm thông đạo những vô cùng vi diệu. Cụ Diệu Chính ơi, ở cõi đời này khổ lắm cụ ơi. Thực sự là khổ đấy. Tai biến 15 năm qua, bán thân bất toại, từng ngày cụ thấy cảnh khổ. Trong cảnh khổ này, nếu cụ quyết lòng quyết dạ, thôi mình không thèm khổ nữa, thì dám bày cho cụ một cái kế vô cùng tuyệt vời. Cụ ơi, đi về Tây Phương nhất định không khổ. Nhớ nhé. Nhớ nha cụ nhé. Con khuyên cụ là lợi dụng cái thời gian tỉnh lại này mà quyết lòng sáng suốt cùng với ban hộ niệm niệm Phật đi cụ. Cụ nằm tại đây muốn về nhà, không biết cái nhà của cụ lớn bao nhiêu. Nếu mà cụ về Tây Phương, xin thưa thực với cụ, cái nhà trên cõi Tây Phương nó đẹp vô cùng, nó lộng lẫy trang nghiêm vô cùng, hay hơn là cái nhà ở tại cái xứ Việt Nam mình. Nhiều khi mình nằm một chỗ không ai quét, nó dơ, nó bẩn, nó hôi nữa. Và cụ ơi, khi mình xả bỏ báo thân, có ai có thể để mình nằm tiếp tục trong nhà nữa đâu. Mà mình mơ tới cái nhà làm chi, mình thích cái nhà làm chi cụ. Hãy thành tâm niệm A-di-đà Phật đi cụ Diệu Chính. Về Tây Phương cực lạc đi cụ Diệu Chính. Trên cõi Tây Phương cực lạc, cái nhà của mình tự mình nghĩ sao nó có vậy. Muốn lớn bấy nhiêu nó lớn bấy nhiêu, muốn bay lên không nó bay lên không. Mình ở dưới đất, nhà mình ở dưới đất, thực sự như vậy. Tại vì đây là một cái cảnh giới vô cùng hay ho, mình muốn sao làm vậy. Cụ Diệu Chính ơi, bây giờ bán thân bất tội nằm một chỗ, cụ có
sửa được nhà cửa gì đâu, phải không? Cho nên mơ chi những cái mà nhỏ nhen mệt mỏi tại cõi này. Hãy về Tây Phương đi, cụ Diệu Chính ơi. 15 năm nằm một chỗ mình đã hiểu cảnh khổ rồi. Mau mau về Tây Phương thành đạo cụ Diệu Chính nhé. Nhất định nhé. Hận người em chồng, xin thưa với cụ Diệu Chính, thực sự ở tại cảnh này, mình muốn không được. Mình muốn bao nhiêu người thương mình, nhưng mà đâu phải tất cả đều thương mình đâu. Mình muốn làm tốt, nhưng có phải tất cả mọi người làm tốt cho mình đâu cụ. Thế gian này gọi là ác thế mà, Phật cũng là ác thế mà, khó tìm người vừa lòng lắm, khó tìm người chung sức với mình lắm. Thôi buông hết đi cụ, quyết lòng về Tây Phương cụ Diệu Chính nhé. Cụ Diệu Chính có giơ tay được không chứ vậy? Chắc giơ không được rồi phải không? Không sao đâu, cụ Diệu Chính nhớ cho, buông đi cụ, bỏ đi cụ. Mau mau trở về Tây Phương thành Bồ Tát để đi cứu độ nhau, để giúp đỡ cho nhau. Lúc đó cụ mới thấy tất cả mọi người tại thế gian này, ai ai cũng cần mình giúp đỡ, ai ai cũng thấy tội nghiệp vô cùng. Nguyện mong cho những lời nói đơn giản này, cụ Diệu Chính quyết lòng quyết dạ nằm một chỗ thành tâm niệm Phật. Đi không được thì cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, tự nhiên thân xác này không còn làm cho cụ khổ nữa. Khi ra đi cụ về Tây Phương thành đạo. Nhớ nhan cụ Diệu Chính, mong cho Diệu Chính nghe được những lời nói này, quyết tâm tin tưởng cùng về Tây Phương cực lạc. Nguyện mong cho chư vị trong pháp giới thương tình Phật tử Lương Thị Điểu, pháp danh Diệu Chính, 87 tuổi, đã bị tai biến 15 năm, bản thân bất toại, giờ này quyết lòng niệm Phật, xin chư vị hỗ trợ cùng nhau giúp đỡ cho cụ được vãng sanh về Tây Phương cực lạc, công đức vô lượng vô biên. Nguyện mong cho Phật tử Diệu Chính nghe những lời này, mạnh dạn buông xả tất cả oán thù, hãy cùng tha thứ cho nhau, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Hãy giúp cho tất cả mọi người đều vui vẻ, hoan hỷ vì thoại tưởng tốt đẹp của mình, để chứng tỏ mình vãng sanh về Tây Phương, không còn cảnh khổ đau nữa. Nhé cụ Diệu Chính. A-di-đà Phật. Vui vẻ lên nghe cụ Diệu Chính. Quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương cụ Diệu Chính nhé. A-di-đà Phật. Tiếp theo chúng con xin đọc lá thư của một vị Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho hương linh chồng con là Quách Văn Bách, pháp danh Nhuận Bách, đã xả bỏ báo thân ngày 16 tháng 4 năm 2020 âm lịch. Đến nay cũng đã được mấy tuần, hưởng thọ 62 tuổi. Chồng con đã được ban hộ niệm trợ niệm sau 20 tiếng, thân tướng mềm mại tươi hồng. Khi còn sống, nhà chồng con thường tham gia thực tập trên đường Zoom của thầy cư sĩ Diệu Âm. Con xin thầy cư sĩ Diệu Âm khai thị cho chồng con, vì khi còn sống, chồng con có tâm nguyện được thầy khai thị. Con xin cầu nguyện thầy từ bi khai thị cho chồng con, để chồng con hoan hỷ được nghe lời khai thị của thầy một lần cuối. Con thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, xin chị Mai Trâm có thể giúp em tìm đến. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Hương linh Quách Giang Bách, pháp danh Nhung Bách, không tránh đấy, để xem cứ đầu con. A Di Đà Phật. Một đời này mình có duyên với nhau và đã lên đường Zoom này nhiều lần để nghe nhau nhắc nhở con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giờ đây chính Phật tử Quách Giang Bách, pháp danh Nhuận Bách, đã xả bỏ báo thân mấy tuần rồi. Nếu có duyên với nhau thì hy vọng hương linh đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc tức là mình xử sự hợp tình hợp lý, mình đã xử sự đúng duyên. Nếu hương linh cầu mong có tâm nguyện được Giom khai thị thì giờ này Giom xin nguyện cầu cho vị Bồ Tát Quách Giang Bách đã về Tây Phương về đây chứng giám, mong ngài đem năng lực của một vị Bồ Tát trên cõi Tây Phương trở về các quốc độ mà cứu độ chúng sanh. Nếu đến giờ phút này mà hương linh chưa về Tây Phương thì cũng trong cái duyên này, xin hương linh mau mau nghe lời Giom, định tâm lại cấp kỳ, niệm A-di-đà Phật ngay đi, quyết cầu về Tây Phương lập tức, đừng để lâu hơn thời gian 7 tuần mà bị trở ngại. Nhớ nhé, mỗi người chúng ta đều có chân tâm tự tánh là một vị Phật, không thể vì một tình cảm hay là một cái duyên lành với nhau mà chờ đợi mấy tuần không chịu vãng sanh. Đây là sự sơ suất đáng trách. Mong cho hương linh nhớ cho, nếu thực sự giờ phút này chưa vãng sanh, nghe được lời này, chờ cho Giữa Âm khai thị, mau mau nghe lời Giữa Âm, khẩn thiết niệm cầu A-di-đà Phật, thành tâm cầu mong A-di-đà Phật lai nghinh tiếp dẫn. Một tích tắc này đi về Tây Phương để duyên chúng ta đều thuận trên thuận dưới, đều hoàn thành trách nhiệm có duyên với nhau, giúp nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hướng lên ơi, mau mau thực hiện ý nguyện này, nhất định đừng để tình cảm mà mình phải chần chờ con đường giải thoát nhé. A Di Đà Phật nhất định sẽ lai nghinh tiếp độ cho hương linh nếu hương linh quyết lòng quyết dạ niệm cầu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện A Di Đà Phật tái từ đại bi phóng quang tiếp độ hương linh Quách Giang Bách, pháp danh Nhuận Bách, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu cho Bồ Tát Quách Giang Bách sớm thành tựu vô thượng Bồ Đề, cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. A Di Đà Phật. Mô A
Di Đà Phật, con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Dư Âm. Và chúng con cũng xin lão cư sĩ Dư Âm cho chúng con xin thêm một ít phút để cho một cái trường hợp cuối cùng của ngày hôm nay. Con xin chuyển tới cho máy Lý Thắng Quy Nhân 2 và chúng con xin đọc thông tin là cụ Nguyễn Lỏi, pháp danh Quảng Chế, 90 năm tuổi. Cụ đã niệm Phật được 6 năm, các con cụ đều ở trong ban hộ niệm, cả gia đình ăn chay trường, riêng cụ thì mới ăn chay kỳ. Bây giờ cụ đã sắp tới ngày xả bỏ báo thân nhưng cụ vẫn sợ chết phải đi xa các con. Các con cụ mời ban hộ niệm đến, cụ không chịu niệm Phật, kêu đau đầu và không cho mọi người niệm Phật. Chúng con kính xin lão cư sĩ Dầu Âm từ bi khai thị cho cụ để cụ phát khởi được niềm tin và quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin hỏi là cụ Quán Chế có nghe rõ không? Có nghe được không? Nghe được không chư vị? Nghe được thì chư vị. A Di Đà Phật. Cư sĩ Dầu Âm có người bên này nói không? Nghe. Cụ có nghe rõ không chư vị? Dạ, nghe rõ. Dạ, A Di Đà Phật. Cư sĩ Dầu Âm. Con Nguyễn Lâm pháp danh Nhượng Hoa, có thân phụ của con là Nguyễn Lõi pháp danh Quảng Thế, họ Thế, 95 tuổi. Qua thời gian thân phụ của con cũng niệm Phật được 6 năm và ăn chay mỗi tháng được 10 ngày, gia đình con thì phát tâm ăn chay trường. Hôm nay thân phụ của con yếu, các con chân thành kính nhờ Ngài cư sĩ Diệu Âm khai thị thân phụ con bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường lạc, hết báo thân này vãng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin gia đình nhắc lại, một người nhắc lại cho cụ, không biết là thông cho qua thông tin là cụ nếu mà được. Cụ nghe rồi thì thôi, cụ nghe rõ lắm. Cụ không nghe được ạ. Cụ nghe không được hay là cụ nghe rõ? Nãy nói cụ nghe rõ mà. Ngồi nghe rõ mà cụ nghe không rõ thì xin chư vị phải lặp lại lời nói của Dư Âm nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ Quảng Chế ơi. Xin bác nhắc lại lời của lão cư sĩ Diệu Âm. Xin gia đình một người nhắc lại lời của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Lão cư sĩ Diệu Âm nói lời nào thì các bác nhắc lại lời đó. Bây giờ Diệu Âm bắt đầu nói với cụ đây nha, nói cho rõ, tại vì cụ nghe không rõ thì chư vị phải nhắc lại thôi nhé. Cụ Quảng Chế ơi. Quảng Thế hả? Cụ Quảng Thế là cụ Quảng Chế. Cụ Nguyễn Lõi pháp danh Quảng Thế. Quảng Thế mà trên đấy này kêu là Quảng Chế. Tên là tên Nguyễn Lõi. Dạ, Nguyễn Lõi và A Di Đà Phật. Cụ Quảng Thế ơi. Dạ thưa là chư vị lặp lại dùm lời nói của Dư Âm tới được chứ không nhiều ạ. Dạ xin một bác nhắc lại còn tất cả nhà lắng nghe. Dạ. Cụ Quảng Thế ơi. Thầy em kêu cụ Quảng Thế ơi. Xin chư vị là lặp lại ngay cái những lời nói của Dư Âm, giống như Dư Âm đang nói chuyện với cụ vậy chứ, để cụ nghe chứ. Còn chư vị mà nói được làm sao Dư Âm không biết làm sao mà khai thị được, cụ khóc quá đi. Nhớ nha. Mới là y hệt như Dư Âm nói như vậy thì có cái dịp Dư Âm nói với cụ chứ, ở này khóc quá đi chư vị ơi nha. Chịu chưa? Làm thông dịch đây. Thưa cụ Quảng Thế. Thưa cụ Quảng Thế.
Cụ đang bệnh nặng lắm cụ ơi. Cụ đang bệnh nặng lắm cụ ơi. Đời này sanh tử là chuyện thường cụ ạ. Đời này sanh tử là chuyện thường cụ ạ. Con mong muốn cụ. Con mong muốn cụ. Không đi theo con đường khổ nạn. Không đi theo con đường khổ nạn. Mà đi con đường an vui cực lạc nhé cụ. Mà đi theo con đường an vui cực lạc nhé cụ. Niệm Phật. Niệm Phật. Được A-di-đà Phật giúp đỡ. Được A-di-đà Phật giúp đỡ. Được A-di-đà Phật đưa về Tây Phương cực lạc. Được A-di-đà Phật đưa về Tây Phương cực lạc. Nghĩa là cụ không chết. Nghĩa là cụ không chết. Cụ tự động luyện thân xác tàn tạ lại. Cụ tự động luyện thân xác tàn tạ lại. Trở về Tây Phương thành Bồ Tát đó cụ. Trở về Tây Phương thành Bồ Tát đó cụ. Cụ ơi. Cụ ơi. Về Tây Phương sướng lắm cụ à. Về Tây Phương sướng lắm cụ à. Nạo làm thinh đi, nạo nghi thầy nói nè. Nạo nghi thầy nói nè, nạo nghi thầy nói. Về Tây Phương hưởng an vui hạnh phúc nha cụ. Về Tây Phương được an vui hạnh phúc nghe cụ. Chịu không cụ? Chịu không cụ? Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đây nào? A Di Đà Phật đây. A Di Đà Phật đây. A Di. A Di Đà Phật. Rào rào cái đầu tiên đi. Qua mới về vô tiệm quá. Niệm Phật đi cậu, bây giờ niệm Phật, niệm nhất lời đúng lời của A Di Đà Phật lên cho cậu. A Di Đà Phật. To lên, to lên. Cho A Di Đà Phật đi, cho A Di Đà Phật. Hãy niệm lên cậu. Bây giờ con niệm một tiếng A Di Đà Phật. Cụ niệm theo A Di Đà Phật chưa vị này không không dịch không 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 không. Còn tất cả gia đình lắng nghe, không ai nói nữa thì mới khai thị cho cụ được. Không được nói thêm cái lời nào, chỉ nhắc lại lời của lão cư sĩ Diệu Âm thôi ạ. Rồi người nào chịu thông dịch đi, giơ tay lên đi. Đây cháu nội ngon đây, cháu nội ngon đó nha. Nói cho cụ vui nha, nếu mà chư vị mà nói mà nói nhiều vô thì là giọng cũng biết anh đang nói tới đâu nữa. Bây giờ nói lại này nghe. Cụ ơi. Cụ ơi. Đây dịch giải ra, dịch giải là ngon đó nghe không. Cụ niệm Phật với Diệu Âm nha. Niệm Phật với Diệu Âm nha. Niệm Phật để Phật gia trì. Niệm Phật để Phật gia trì. Niệm Phật để Phật đưa cụ vãng sanh. Niệm Phật để Phật đưa cụ vãng sanh. Niệm Phật để cụ không còn chết nữa. Niệm Phật để cụ không còn chết nữa. Cụ đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương cực lạc. Cụ đi theo A Di Đà Phật để về Tây Phương cực lạc. Cụ chịu không cụ? Cụ chịu không cụ? Cụ đang nằm một chỗ. Cụ đang nằm một chỗ. Đang bị bệnh nặng.
đang bị bệnh nặng. Năm chờ ngày xả bỏ bao thân. Năm chờ ngày để bỏ sắc. Nếu cụ quyết lòng niệm Phật. Nếu cụ quyết lòng niệm Phật. Thì cụ không chết. Thì cụ không chết. Mà cụ vãng sanh cụ ơi. Mà cụ vãng sanh cụ ơi. Cụ chịu không cụ? Chịu không cụ? Chịu thì giơ tay lên mừng vui đi cụ. Chịu thì giơ tay mừng vui lên cụ. Quyết lòng vãng sanh đi cụ. Cụ quyết vãng sanh đi cụ. Chịu không? Chịu không? Chịu không cụ? Cười lên đi cụ. Vui vẻ đi cụ. A Di Đà đấy, A Di Đà Phật giơ tay lên cụ. Phải chào đi cụ, vui vẻ lên cụ. Gật đầu. A Di Đà Phật. Cụ niệm Phật chưa? Bây giờ niệm Phật với dự âm nha. Bây giờ niệm Phật với dự âm nha. Dự âm niệm một tiếng, cụ niệm theo một tiếng nha. Dự âm niệm một tiếng, cụ niệm theo một tiếng nha. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu rồi, vỗ tay. Hay lắm, chịu rồi. Bây giờ niệm với dự âm nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Niệm lên cụ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Niệm lên cụ. A Di Đà Phật. Xin chư vị cho tràng vỗ tay cụ niệm. Hoan hô cụ đi. Cụ ơi, tham chấp cõi đời này thì dịch đến chư vị. Cụ ơi, cụ ơi, tham chấp cõi đời. Tham chấp cõi đời thì đành chịu khổ. Thì đành chịu khổ. Trong những cảnh khổ đó. Trong những cảnh khổ đó. Tử khổ. Tử khổ. Là cảnh khổ đau nhất. Là cảnh khổ đau nhất. Nếu cụ quyết lòng. Nếu cụ quyết lòng. Niệm Phật. Niệm Phật. Cầu vãng sanh. Cầu vãng sanh. Thì cụ chấm dứt không chết. Thì cụ chấm dứt không chết. Mà được vãng sanh. Mà được vãng sanh. Về Tây Phương thành đạo. Về Tây Phương thành đạo. Trong một cơ hội này. Trong một cơ hội này. Chấm dứt mọi cảnh đau khổ trên giường bệnh nha cụ. Chấm dứt mọi cảnh đau khổ trên giường bệnh nghe cụ. Mau mau niệm Phật đi cụ ơi. Mau mau niệm Phật đi cụ ơi. Vui vẻ niệm Phật cụ ơi. Vui vẻ niệm Phật cụ ơi. Chịu không? Chịu không? Bản sanh sướng lắm nha cụ. Bản sanh sướng lắm nha cụ. Chịu không cụ? Chịu không cụ? Nhớ nghe cụ. Nhớ nghe cụ. Cười lên đi cụ. Cụ cười lên. Cười lên. Rồi. Dự âm xin thành tâm khấn nguyện. Chư vị trong pháp giới. Xót thương cụ Quảng Thế. Giúp đỡ cho cụ vui vẻ niệm Phật trở về Tây Phương. Con cái trong gia đình
đều là ban hộ niệm, đã thành tâm cầu nguyện chư vị nhiều lần. Hôm nay dự âm cũng xin lấy lòng hiếu thảo của gia đình, cùng xin chư vị phát tâm niệm Phật hộ niệm cho Phật tử nguyện lỗi pháp chánh quảng thế được vãng sanh. Nguyện mong chư vị gặp được cơ hội này, cùng nhau xả bỏ oán thù, cùng nhau ly đoạn sanh tử khổ nạn, cùng phát tâm niệm Phật, cùng trở về Tây Phương thành đạo. Nhất định nơi đó chỉ có an vui cực lạc, không còn khổ đau sanh tử luân hồi nữa. Cuối mong chư vị nghe những lời thành tâm này, chúng ta cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng con xin trong cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Kính thưa đại chúng, trường hợp xin khai thị vừa rồi cũng là trường hợp cuối cùng của ngày hôm nay. Để trước khi kết thúc chương trình thì Phúc Định xin được mời cư sĩ Minh Đạt thay mặt cho ban tổ chức có đôi lời cùng với chư vị đồng tu ạ. A Di Đà Phật. Dạ xin chú bật mic lên ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính bạch các cha các má, chư vị đồng tu, chúng con xin thay mặt cho ban tổ chức xin thành tâm là mong chư vị hết sức là hoan hỷ cho chúng con, bởi vì cái thời gian gần đây số người tham gia trang Zoom ngày càng đông, và số người mà đăng ký để mà xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị ngày càng nhiều, cho nên là không cách nào mà chúng con trong một cái buổi này mà để mà lão cư sĩ Diệu Âm mà khai thị cho tất cả mọi người được. Thì trong khai thị này, khi lão cư sĩ Diệu Âm mà khai thị cho một người cũng là chính là khai thị cho tất cả mọi người. Chúng con kính mong cho chư vị đồng tu đều chân quý, đều hoan hỷ lắng nghe để chúng ta được cái ích lợi này. Cũng qua đây thì chúng con cũng xin đề nghị với chư tôn thiền đức tăng ni, đề nghị với lão cư sĩ Diệu Âm cùng với các cha các má cho chúng con xin ý kiến là vào cái buổi thứ tư, chiều thứ tư là cái buổi cộng tu hàng tuần vào thứ tư, thì bây giờ chúng con xin có ý kiến là nếu mà chư vị đồng ý thì chúng ta sẽ cộng tu niệm Phật vào 40 phút, còn 50 phút thì xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi để khai thị tiếp cho người bệnh. Chúng con kính mong là lão cư sĩ Diệu Âm từ bi hoan hỷ vì vì các cha các má, vì chúng con mà từ bi khai thị, bởi vì số người tham gia ngày càng đông mà mắc lạn càng nhiều. Không biết là con xin ý kiến của chư vị đồng tu, nếu mà chư vị đồng tu đồng ý thì giơ tay hết, còn ai không đồng ý thì chúng ta giữ như nguyên, nếu đồng ý thì giơ tay để cho ban tổ chức chúng con biết ạ. Xin Minh Hoàng bật lên xem là tất cả chư vị đồng tu có đồng ý là như vậy không. Dạ. Và chúng con nhìn thấy là tất cả mọi người đều đồng ý. Dạ kính xin lão cư sĩ Diệu Âm hãy từ bi hoan hỷ vì chúng con và khai thị cho các cha các má thêm vào cái buổi chiều ngày thứ tư. Và qua đây thì chúng con cũng kính xin tất cả chư vị đồng tu, các cha các má hãy trân quý những cái cơ hội này, hãy lắng nghe, vì những lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm đã hết lòng hết dạ vì các cha các má, vì chúng con, vì cái cuộc đời này, để làm sao cho chúng ta được thoát vòng sanh tử, mà lợi ích lớn nhất là chính chúng ta được vãng sanh về Tây Phương cực lạc.
Dạ, chúng con xin một lần nữa xin thành tâm cảm niệm công đức của chư tôn thiền đức tăng ni đã tham gia chứng minh để làm cho đạo tràng càng ngày càng trang nghiêm, làm cho niềm tin của chúng con ngày càng vững vàng hơn. Và xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hết lòng hết dạ vì chúng con. Và chúng con sẽ xếp sắp, ban tổ chức sẽ xếp sắp để bắt đầu từ thứ tư tuần này, thứ tư tuần sau là cái buổi cộng tu sẽ 40 phút là niệm Phật, và còn 50 phút còn lại thì xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị. Dạ. Và trong những cái cuộc khai thị thì cũng xin chư vị hoan hỷ cho chúng con là ưu tiên người mới mất, ưu tiên những người hấp hối, rồi đến ưu tiên đến người bệnh nặng. Đấy, để chư vị hoan hỷ cho chúng con, để ban tổ chức chúng con được sắp xếp theo cái thứ tự này ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Là xin gửi lại mic cho anh Phúc Đình ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn chú Minh Đạt ạ. Dạ, chúng con cũng trước khi kết thúc chương trình thì xin thay mặt ban tổ chức chúng con xin được thông báo là những chư vị nào mà chưa có các sách và chip thẻ nhớ MP3 để nghe về cái tọa đàm của lão cư sĩ Diệu Âm giảng về cuốn sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm thì xin liên hệ với ban tổ chức chúng con để cho chúng con xin được gửi tới. Dạ, xin Minh Hoàng cho cái thông tin của ban tổ chức. Dạ, chư vị có thể liên hệ với cái thông tin trên đây để thỉnh các đài, chip và thẻ nhớ, các sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm. Và các đạo tràng, tự viện, các nhóm đồng tu mà chưa có các thiết bị để kết nối vào trong trang Zoom thì cũng xin chư vị liên hệ với ban tổ chức chúng con, vì có một số sư huynh đệ tỷ muội có phát tâm cúng dường các thiết bị này thì chúng con xin được gửi tới. Và quý đồng tu nào muốn đăng ký thêm vào danh sách thực tập hộ niệm cùng với lão cư sĩ Diệu Âm hàng tuần thì một lát nữa sau đây thì nán lại để cho chúng con xin được ghi nhận. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm đọc lời hồi hướng. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên, nguyện đồng lòng niệm Phật, nguyện đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng nguyện vãng sanh, đồng về Tây Phương Cực Lạc, đồng về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành tựu đạo quả, một đời thành tựu đạo quả, trên đền bổn ơn nàng, trên đền bổn ơn nàng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc quốc, đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Giờ em xin thành tâm tri ân chư tôn phẩm tăng ni tham gia chứng minh, cầu nguyện cho tất cả các ngài cùng tất cả chư ba má chú bác trên đường chung này đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong một đời này thành tựu đạo quả. A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Và chúng con một lần nữa xin được thành tâm cảm niệm công đức của chư tôn phẩm tăng ni đã từ bi tham gia chứng minh cho đạo tràng của chúng con ngày càng được trang nghiêm hơn. Chúng con xin cung kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Dạ, và xin tán thán công đức của chư vị đồng tu
đã tham gia học tập pháp hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin kính chào chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, kính chào chư vị đồng tu, và hẹn gặp lại mọi người vào buổi thực tập hộ niệm sáng thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2020 dương lịch vào và Việt Nam là vào lúc 4:30 sáng ạ. Namo A Di Đà Phật.